Guten Tag, wie geht es Ihnen? Các bạn có khỏe không ạ? Tôi đang nghe rất là nhỏ, các bạn phía bên dưới các bạn có khỏe không ạ? Rồi, lời đầu tiên đó, thì Donna xin cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây và đã ủng hộ cho phần thuyết minh của Donna. Cũng không quan trọng là có tốt hay không nữa, thì whatever it takes, you just go thôi đúng không ạ? Thì hôm nay để cảm ơn cái phần ủng hộ hết sức nhiệt tình của các bạn thì Donna đến đây với nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị lên dưới 2 tỷ đồng. Các bạn ở trong khán phòng ai muốn nhận quà giơ tay lên ạ? Đến với buổi giao lưu ngày hôm nay á, Donna có mặc một trang phục được mô phỏng, không chính xác nhưng mà mô phỏng theo trang phục truyền thống của một quốc gia ở khu vực châu Âu. Và quốc gia này nổi tiếng với là xúc xích, với xe hơi, với bia. Các bạn nhận ra lúc nào chưa ạ? Rồi, rất nhanh, một phần quà đầu tiên dành cho các bạn. Nếu như có một câu hỏi nhỏ về quốc gia này, về nước Đức, và các bạn hãy nhanh chóng, sau khi Donna đọc xong câu hỏi thì các bạn hãy giơ tay thật nhanh và Donna sẽ quan sát trao một phần quà cho các bạn. Và bật mí cho các bạn luôn, phần quà này và phải Donna phải chờ đến sáng hôm nay, tại vì phải chờ chuyến bay sớm nhất bay từ Đức qua và gửi phần quà này cùng với là một món quà gọi là món ăn truyền thống của các vùng miền của miền Nam của mình. Và các bạn hãy cho biết ở Đức có một cái lễ hội mà người ta uống bia rất là nhiều ở vùng Bavaria. Nếu mà mình nói theo kiểu tiếng Việt là như vậy. 3, 2, 1, các bạn hãy cho biết tên của lễ hội này là gì ạ? Bây giờ là phải ưu tiên dành cho các bạn sinh viên. Đó bên tay phải, tôi đã thấy từ nãy giờ là ủng hộ rất nhiệt tình. Các bạn có thể ủng hộ một lần nữa không ạ? Và tôi đang nói tới một lễ hội rất nổi tiếng tổ chức vào tháng 10 ở Đức. Các bạn hãy cho biết lễ hội này tên gì? 3, 2, 1. Ở phía dưới ta trả lời không ạ? Rồi, ở phía bên tay phải tôi đã thấy một cái tay rất là nhanh. Bạn có thể đứng dậy và trả lời đó là lễ hội gì không ạ? Câu trả lời này có đúng không ạ? Oktoberfest. Dạ, một phần quà dành cho bạn ạ. Và để tiếp theo chương trình của mình đó, thì khi nãy các bạn đã nghe nói một phần tiếng Đức nhỏ nhỏ rồi, các bạn cũng có thể hình dung. Nhưng mà cũng rất là nhiều bạn ở đây thắc mắc là không biết tiếng Đức hát như thế nào. Thì đến với ngày hôm nay tôi đã mang một bài hát nhỏ nhỏ và phiên bản là phiên bản quốc tế. Và chắc chắn không cần các bạn phải hiểu tiếng Đức nhưng các bạn vẫn có thể hòa nhịp theo được. Và bài này được phổ lời theo một bài hát gọi là Old MacDonald Can of Fun. Thì để gợi nhớ cho các bạn thì rất là dễ, thì cái bài hát đó là Old MacDonald Had a Farm. Thì các bạn, nếu như các bạn cùng vỗ tay và cùng hòa nhịp thì các bạn chỉ cần là ia ia o, đúng không ạ? Chúng ta cùng làm thử đúng không ạ? Ok, 2, 3. Old MacDonald Had a Farm. Các bạn hết sức là tuyệt vời. Và bây giờ để góp các bạn hiểu thêm về tiếng Đức thì Donna sẽ hát bài này theo phiên bản bằng tiếng Đức. Nhưng các bạn nghe theo nhịp đó cùng vỗ tay và tới cõi đoạn ngưng thì các bạn chỉ cần ia ia o, đúng không ạ? Ok, sẵn sàng chưa ạ? Voice here I restaurant ia ia o. Một lần nữa. Voice here I restaurant ia ia o. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, để tiếp theo và bài này để Donna hát cho bạn nghe một lần trọn vẹn và các bạn có thể cùng vỗ tay với nhau ha. Boys here I restaurant, I next best restaurant, as not press, that not list, on the extra cradles, in my cradles. Dạ, xin cảm ơn. Và tiếp theo, và có một thử thách nhỏ nhỏ này cho các bạn. Thông thường thì khi mà đi dựng tour thì Donna cũng hát những bài hát bằng tiếng Đức để cho khách của mình nghe. Bên cạnh đó là hát những bài hát ngắn bằng tiếng Việt, bên trong có những điều địa danh để gợi nhớ cho những du khách của mình và làm cho cái chuyến đi nó sẽ thú vị hơn, tạo sự gắn kết với được du khách. Và Donna tin chắc rằng ba bài hát này sẽ không làm khó các bạn và những phần quà rất là hấp dẫn đang chờ các bạn. Nói về những địa danh và trò chơi rất đơn giản gọi là điền vào chỗ trống, thì Donna sẽ hát một đoạn trong bài hát đó. Các bạn hãy cho biết thứ nhất tên bài hát là gì, cái thứ hai các bạn hãy cho biết địa danh còn trống mà Donna là cái gì, đúng không ạ? Các bạn đổi đồ chơi chưa ạ? Chưa có nghe bên cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn, các bạn đang ở đâu ạ?
yếu quá, vậy ưu tiên cho bên này được quà đúng không ạ? Rồi, bài hát ưu tiên. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cánh rét đầu đông, thân em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường xưa chậm chậm bước ta về. Rất nhanh, tôi đã thấy các bạn tay trái à. Bạn hãy cho biết tên bài hát là gì và ở đây là gì ạ? Dạ thưa anh, từ còn thiếu trong bài hát này chính là Cổ Ngư ạ. Đường Cổ Ngư. Tên bài hát là Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Ok, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thực sự là tôi đang còn chuẩn bị rất là nhiều phần quà, nhưng mà thời gian chúng ta có hạn, nên rất hy vọng là các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay hoặc buổi chiều sẽ có cơ hội gặp gỡ các bạn được nhiều hơn. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều hôm nay vào đêm đã qua. Và xin cảm ơn.